ta nuôi yến á, nuôi yến nhiều gì đó người ta xây như xây biệt thự đó. Ghê chưa, để đi cho đó mình coi tiếp. Ghê chưa, nuôi yến mà xây như biệt thự gì đó, ghê không. Nhà này là người ta xây để nuôi yến chứ không phải nuôi ở đâu, mà thấy nghe kêu không. Để đi qua đường luôn coi. Ghê chưa, nó thòn chưa. Xây nuôi yến không luôn á. Như biệt thự luôn mà. Ghê không. Nguyên khu luôn. Ghê không? Nhìn từ giải phía sau mà. 1 căn, 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn, 6 căn, 7 căn, 8 căn, 9 căn, 10 căn. 10 căn là mới giải này á. Giải ngoài mặt đường kia còn 10 mấy căn nữa đang xây nữa. Ghê không? Ghê chưa?